sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền vào Bootchain để đầu tư, hoặc các bạn có thể đánh chain các bạn. Nếu các bạn nào mà chain thì vào link group nhóm Zalo mình có để phần link mô tả để chain theo chuyên gia độc lệnh nha các bạn. Sau đó các bạn có bảo hiểm, nếu bạn nằm trong một đi thua thì hỗ trợ sẽ đền lại cho các bạn nha các bạn. Mỗi ngày các bạn lợi lãi 2-50% nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn nạp cho các bạn, bấm vào YZ nè. Các bạn bấm vào một YZ này nha các bạn. Rồi cái mục deposit các bạn nạp vào, có thể là nạp Bitcoin nè, các bạn nhớ nạp vào địa chỉ này nha các bạn, hoặc Ethereum nè. Sau khi mình muốn rút ra thì các bạn rút qua USDT nha các bạn, các bạn withdraw nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ với các bạn nhập YZ, các bạn bắt địa chỉ với ERC20 luôn các bạn. Còn này số trên là số đô, cái này là phí tự động nó ấy. Rồi các bạn bắt địa chỉ 2 3 vào, các bạn bấm reset rồi tự động nó giữ ví của mình nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn, bạn nhấp qua ba rồi. Nên bạn nào muốn đầu tư thì các bạn bấm vào một robot nè các bạn. Đây thì có gói là lãi suất thì 100 đô các bạn trong vòng 365 ngày các bạn lời được 18 gần 20% nha các bạn. Rồi bạn nào muốn đầu tư thì bấm vào một buy này các bạn. Rồi bấm vào một buy là đầu tư nha các bạn. Đầu tư là nhận 2% các bạn. Đằng nào muốn đầu tư thì bao nhiêu không, nó không kể các bạn. Đầu tư 1.000 đô, 2.000 đô, 5.000 đô, 100.000 đô, 10.000 đô, nếu 20.000 đô thì các bạn nhấp 2 lần nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh margin luôn, đánh chay luôn các bạn, đánh tài khoản demo. Đây thì thôi mình hướng dẫn các bạn một ghép đi. Các bạn nhấp vào một ghép phơ nè. Đây thì có 7 F, 7 cấp. Các bạn giới thiệu nha các bạn. Từ cấp 1, ví dụ F1 mình bạn cho giới thiệu người thứ nhất, người thứ hai tới 10 F các bạn. Vậy là 10 ghép phơ, 10 cấp, ghép 10 tầng á. Nói vậy là các bạn hiểu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một hình đồ ngự nè, inflation là gì ta. Rồi vô đây thì các bạn chụp 2F3 lại nha các bạn. Các bạn dùng cái điện thoại khác các bạn ấy màn hình, các bạn tải Google thì ấy 2F3 lại. Còn bên đây KC thì mình đã KC thành công rồi. Rồi nhập vô 3 vô gạch tiếp theo. Các bạn bấm vào đập dòng thứ hai nè. Đây thì mình hướng dẫn các bạn đánh tài khoản live nha các bạn nhấp vào mục trên đây nè. Mình chưa có nạp các bạn ơi, chút xíu mình nạp vô mình đánh. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi tài khoản live demo nữa các bạn. Rồi các bạn muốn đánh mấy đô thì đánh, đây đánh 20 đô đi. Chưa nha các bạn ơi, tại vì cái lệnh này chưa có xong. Chừng nào xong các bạn đây thì buy, nút buy này là tăng, còn nút sell này là giảm các bạn. Để mình coi nha các bạn. Rồi giờ mình đặt sell đi. Các bạn nhấp cái nha các bạn, rồi là 20 đô nha các bạn. Nhấp cái thôi. Rồi các bạn chờ nha các bạn. Còn tài khoản live là tài khoản chính của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hết luôn. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn vào nhóm chat nha các bạn, để được bảo trợ, được chuyên gia độc lệnh nha các bạn. Bạn nào không hiểu thì mình để phần link Zalo với phần link mô tả của mình, các bạn vào mà kết bạn với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha các bạn. Chưa nha các bạn. Buy sell. Sell. Rồi các bạn chạy chút nữa các bạn. Sau khi nó chạy hết cái dòng này là kết quả mình biết nè, dòng đỏ này nè. Này mình hướng dẫn các bạn đánh demo nha các bạn. Như vậy là mình bị trừ rồi các bạn. Mà bây giờ tức đánh lại cái
40 đô. Vô bay. Cái này win nè các bạn ơi. Win chắc luôn. À, lên nữa thêm các bạn, lên nữa, thêm lên nữa, lên lên màu xanh nè, lục xanh là win nè. Lên con lên. Lên lên lên, 16 giây lên. Lên. Giờ coi này có nhiều người chơi cái mạng hơi đứng hơi lát hơi các bạn. Win nè. Win nè. Rồi, này chơi nhiều. Rồi, các bạn lít cho bạn vô gạch nè. Các bạn bấm vào một wireless debris, một wafer, một bát này nè. Đây thì level nha các bạn, một level. Đây thì level 1, các bạn nhận được 0.4% từ người đó nha các bạn, người đó mà nạp đánh bách dinh đó bạn. Khoan khoan để mình coi. Nè các bạn, nè, từ level nè các bạn. Level 1 nè, người đó mà nạp trên 500 thì các bạn nhận lợi nhuận từ người đó là 0.6. 0.4 các bạn, 0.4% từ người đó nè. Level F2 các bạn, F1 mà người đó, F1 người đó nạp vào 800 đô thì các bạn lợi nhuận từ người đó là 0.6%. Không tới level 3 là 0.8% này các bạn. Cứ tăng hoài nha các bạn. Ồ, con này một ngày một gì ta. Nè F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 F rồi. Rồi bắt đầu phát sinh. Quá liệt này level. Đít vừa 3 vô gạch. Chipbot. Này là history là lịch sử mình thôi. Lịch sử mình chơi nè. Xem chơi bấm tài khoản demo thì ăn demo account like thôi ăn có thua có nha các bạn. Rồi nhưng mà dạo chuyên gia đánh là ngày lời được hai lãi 2-3% kiếm ngày 5-7 đô 10 đô là chuyện bình thường các bạn, cứ khoảng 10-20 phút xong twin kiếm tiền rất là ngon luôn các bạn. Trong mùa giao dịch này vốn chỉ có 100 đô. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn mình sẽ để vào một cái link nhóm cho các bạn vào nhóm các bạn để được chuyên gia đọc lệnh các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.